Hello các bạn, mình đang ngồi ngay cái khu JBL Hartmann Garden ở cửa hàng Mai Nguyên 144 Võ Thị Sáu các bạn. Thì đây cái khu này toàn bộ từ cái góc này qua góc này qua góc này rồi bắt đầu đi qua bên này nữa là toàn bộ đồ JBL. Đó thì mình sẽ khui cái chiếc loa này. Đây là chiếc loa mới nhất cũng là gây nổi đình nổi đám trên mạng xã hội trong một tuần lễ này các bạn ha. Từ lúc mà JBL Việt Nam họ nhá 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 những cái hình ảnh và hôm nay chính thức vừa lên kệ tại Mai Nguyên. Thì chiếc loa này nó có tên là Battibox Encore Essential. Đó, thì các bạn thấy cái chữ Bassboost là thấy âm âm mà ha. Và những cái hình dáng đèn LED ở đây các bạn có thể đánh theo màu sắc. Và JBL rất là tự hào là một trong những cái thương hiệu bán loa chạy nhất thế giới ha. Rồi, đặc biệt là những cái dòng loa Bluetooth. Và cái này thì các bạn thấy là họ ghi đây bao JBL Original Pro Sound có chỉnh đèn có biểu diễn ánh sáng trong cái lúc các bạn nghe nhạc. Pin các bạn có thể chơi 6 tiếng nhưng mình coi trên mạng thì nó có nói là có khả năng tới 10 tiếng nếu các bạn tắt đèn và nghe một cách êm dịu ha. Và đặc biệt là nó có IPX4 đó chống nước các bạn, splash. À, tức là nước văng thôi, chống nước văng thôi chứ không có giục cái lo này xuống hồ bơi ha. Chống văng nước mưa đồ đại khái các bạn đang chơi ở ngoài trời trong một cái bữa tiệc mà nước đồ văng lên hoặc là những cái cơn mưa vừa vừa đó ha, cho nó không có giục xuống hồ các bạn. Đây cái thùng của nó nè. Đó, JBL thuộc tập đoàn Harman của Mỹ. Phía sau này thì họ in một cái hình rất là hấp dẫn các bạn thấy đã không? Đó, mặc quần sọt rồi cầm pháo bông uống nước rồi thể hiện cái việc gọi là một cái buổi tiệc rất là trẻ trung năng động và các bạn trẻ bây giờ thì thích sử dụng cái loa có thiết kế đẹp, âm nhạc hay mạnh mẽ và đặc biệt là cái trình diễn ánh sáng khi đánh nhạc các bạn. Hàng chính hãng ha, mới có hàng tại hệ thống Mai Nguyên và giá của nó là 8990 các bạn. À, con dao quen thuộc và cùng với mình khui hộp coi nó có gì. Mình mới nghe ông Phước về phở nói anh đang ước mơ tính mua cái con này. Bây giờ sẵn khui ra coi coi luôn. Chứ hôm qua giờ hàng về chưa có khui, chưa có coi được. Bên trong nó có gì các bạn? Đó. Đây, một chiếc loa được đánh giá là rất gọn trong cái dòng loa là Baxi các bạn, hay dòng loa gọi là tiệc tùng á. À, đầu tiên là một cái hộp phụ kiện đồ chơi. Gồm có gì đây? Một cái catalog. Đó thì từ nay trở đi mình sẽ khui nhanh các bạn những cái sản phẩm mới nhất vừa lên kệ Mai Nguyên để các bạn ở xa các bạn có cái video các bạn dễ hình dung và mình post nhanh, không có cầu kỳ, không có kỹ xảo kỹ thuật để mình có được những cái video nhanh. Đó, đây là catalog. Rồi. Cái cáp thì không biết là mấy cái hãng này họ cho nhiều lắm mà lúc nào cũng một đống vậy nè, giống nhau luôn nè nhưng mà khác cái đầu thôi đó. Cái chỗ vô loa thì cái số 8 còn như hai cái đầu này nó giống nhau nè, đó nó trùng nhau ba cái luôn ha, ba cái trùng nhau họ làm dư lắm, họ cho mình nè quá trời luôn. Rồi đây là cái loa ha, để mình đập xuống, để mình đập xuống, để đập xuống. Đó. Chà. Một cái loa khá gọn gàng các bạn. Khá gọn gàng. Đó. Các bạn thấy cái hình gì? Các bạn thấy hình gì đây? Hả? À, giống cục xí ngầu. Nó thật sự là một cái hình vuông mà nó bo tất cả các góc tròn hết. Đó. Đây là cái hình dáng rất là mới lạ đây. Quay trên xuống đó. Chà. Đây cái quai sách các bạn và bên trong là cái biểu tượng của cái hãng JBL, một cái hình tròn, một cái hình tam giác. Cái ở dưới đây cái đệm mà các bạn sách nè, nó làm một cái lớp bằng nhựa màu cam đúng cái màu truyền thống của logo. Các bạn thò cái tay vô các bạn sách ha. Đó. Sẵn mình đeo cái đồng hồ các bạn thấy hai cái màu cam y chang nhau luôn ha, màu cam Hermes. Thì mình thời ở đây là cái cao su này nó rất là mượt mà. Và đây, chiếc loa
rất là xinh xắn luôn, như hạt xí ngầu các bạn. Đó. Ồ, nó còn tích điện trong cái màn này. Đó, logo JBL. Ở đây là cái mặt lưới bằng thép các bạn ha. Đó, cắt CNC rất là đẹp. Rồi, ở đây có một cái biểu tượng của JBL ở đây. Đây là phía sau, cái phần sub ở đây các bạn. Thoát hơi sub ở đây. Một cái nắp đậy. Ở trong này có cái chỗ các bạn vặn chỉnh mic nè. Gắn mic vô hát được nè. Chỉnh gain nè. Một cái chỗ để mình gắn cái USB vô đây. Đó, và một cái ngõ ra jack 3.5 để các bạn gắn những cái máy nghe nhạc hay gì đó. Và cái nắp này các bạn đậy được bằng cái việc viền cao su nó hít vào đây ha, nó giúp cho chống nước. Và dưới này chỗ nguồn các bạn. Đó, cái chỗ nguồn đậy chặt lại để chống nước ha, bằng cao su. Đó. Mặt trước nè, cái phần lưới này nó cũng bo luôn các bạn. Nói chung là cái loa này nó không có cái góc vuông, và nó đều bo hết ha, bo hết, cong hết, tròn hết. Tất cả những cái góc cạnh đều mượt hết ha, mượt hết. Đó. Đây, mặt sau cũng bo hết, nó bo từ góc và cái mặt phẳng nó cũng bo luôn, bo hết, bo hết, bo hết. Đây họ có bốn cái đế cao su. Đó, nó giúp cho cái loa chống trượt. Đó. Thật ra thì nó không vuông lắm, nó hơi cao ha, chiều ngang nó nhỏ hơn cái chiều đứng ha, nên nó hơi chuyển nhật một chút. Rồi bên trên các bạn thấy không, một cái biểu tượng bass boost ở đây, cái đèn ở đây, cái nút tam giác chắc là chơi nhạc nè, và cái nút vặn truyền thống ha, bằng cơ. Đó, mình vặn nó kêu tân tân tân, nó rung 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 ở trong này, nó khắc 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 cho nên rất là cảm giác. Nút nguồn ở đây và nút bluetooth ở đây. Rồi mình mở cái nguồn nha. Đó. Hơn 6 tiếng chơi nhạc các bạn. Chiếc loa này nặng khoảng 6 kg phải không? 6 kg, hơn 6 kg các bạn. Hơn 6 kg nhưng mà mình xách lên thấy rất là nhẹ. Đó. Rồi để mình kết nối bluetooth và mở nhạc thử cho các bạn nghe nha. Rồi mình nhầm chút xíu nha các bạn. Cái ngõ USB này là cái chỗ các bạn dùng cái ngõ như này để các bạn cắm cái cáp để sạc ra cho điện thoại ha. Coi đây là một cái viên pin dự phòng, cắm cáp vô sạc ra cho cái thiết bị của mình. Đó, chứ không phải là cắm USB nghe nhạc các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn thấy là cái đèn nó đang chạy chạy rồi ha. Thì bây giờ mình nói sơ về các cái thông số nó một chút, rồi mình sẽ trình diễn cho các bạn nghe thử và xem thử coi cái âm thanh và ánh sáng nó như thế nào ha. Thì đây, cái loa này công suất của nó là 100W các bạn, 100W, kích thước là 27,6 nhân 32,7 và nhân 29,3 cm, trọng lượng của nó là 6,3 kg luôn, nhưng mình xách lên thấy nó nhẹ lắm. À, bluetooth của cái loa này là đang sử dụng cái version 5.1 các bạn ha, 5.1 mới nhất. Và để các bạn sạc đầy cái loa này để nghe được hơn 6 tiếng đồng hồ thì các bạn chỉ mất 3 tiếng rưỡi thôi là các bạn sạc được nha. Rồi bây giờ bluetooth nó đang chớp chớp rồi ha, để mình mở coi, mở bluetooth lên coi. Đây, JBL Encore Essential nè. Đó, rồi xong. Đó, tèn 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 cái ha, các bạn thấy là cái vòng âm thanh này giờ mình chỉnh nè. Đó, ra quay rõ không? Đây mình chỉnh âm thanh minimum thì nó sẽ không còn ánh sáng nữa. Thì bắt đầu mình xoay này, mình nhìn cái đèn là mình biết cái volume của mình đang ở đâu. Đó, rất là dễ thương. Rồi ánh sáng thì các bạn nhấn vô cái nút này, nhấn một cái thì nó sẽ trình diễn một cái kiểu ánh sáng khác nhau. Thì các bạn cứ bấm bao nhiêu cái thì nó có bao nhiêu cái loại trình diễn ha, xoay vòng rồi đánh kiểu này kiểu nọ. Cần thì các bạn bấm bass boost lên cái nữa để nó đánh nhạc mạnh hơn. Rồi bây giờ để nghe một bài nào đó cho các bạn nghe thử mà không dính bản quyền thì giờ chắc phải lại Phương Thảo thôi, chứ hình như đang bâm của Lăng Nhã cũng dính bản quyền dữ lắm các bạn. Rồi bây giờ mình cho các bạn nghe thử một bài nhẹ nhàng của Phương Thảo ha, tại vì mình nghĩ là không có dính bản quyền. Và với những cái thể loại nhạc trữ tình kiểu này thì các bạn nên tắt cái bass boost đi,
lát nữa mình đánh một cái bài mạnh để các bạn nghe có chức năng bass boost ha. Còn cái thể loại riu riu kiểu này thì mình vừa vừa thôi. Và cái mức âm thanh thì mình nghĩ mình sẽ mở mức khoảng 70%, cao nhất là 80%, để các bạn nghe thử nha. Để mình xe xe ra một chút. Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân. Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về heo khô. Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi. Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn phân vương. Tôi còn nhớ thương khi thu về. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi. Nghe lao sao ngoài hiên vang lá vàng rơi. Trên cành lũ chim vẫn u mê. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ? Ngày nào. Quá hay các bạn ha. Bây giờ mình kết nối cái loa này với cái ứng dụng của JBL. Đó thì giờ các bạn thấy là những cái live show, tức là những cái trình diễn ấm sáng ha, thì các bạn có thể chỉnh ở trên này. Đây các bạn nhìn thấy cái ở đây nó có một cái chỗ gọi là freestyle, tức là chơi tự do. Thì tùy vào cái sắc màu mà các bạn thích, rồi cái kiểu nó trình diễn ha, thì các bạn chọn. Còn không là các bạn chọn vô đây dạng rock thì nó sẽ chơi theo kiểu rock, hoặc là flow, hoặc là cross. Đó, nó có nhiều cái hiệu ứng. Và cái ứng dụng này có tên là JBL Party Box ha. Các bạn cài vô, các bạn kết nối với cái loa của mình. Đó, và nó hiện cái loa ở đây. Rồi mình sẽ điều chỉnh ánh sáng những cái trò chơi hay ho ở trong cái loa này các bạn ha. Nó có software update luôn ha. Lát nữa mình sẽ update cái firmware này. Nói chung đây là một ứng dụng trẻ trung, các bạn có thể bộc phá nó rất là vui vẻ. Đặc biệt là cái trình diễn ánh sáng là chính ha. Ở trong này các bạn cũng có thể chơi chỉnh cái equalizer trong này được, rồi chỉnh bass boost ở trong này. Đó, nhạc nè, chỉnh âm thanh nè, volume nè, rồi có DJ sound nữa. Đó. Nói chung là nhiều cái thứ trình diễn, karaoke, effect, hiệu ứng rồi này cái nọ, rất là nhiều thứ. Và đặc biệt là nó đang có một cái software nó bắt mình update nè. Đó, đang là mình update. Nhìn cái loa các bạn thấy khá trẻ trung ha, khá nhẹ nhàng. Nếu mà đánh mạnh thì các bạn nhớ bấm bass boost lên ha. Đó, do cái việc âm nhạc bị dính bản quyền kênh YouTube cho nên là mình không có mở nhiều, và mình không có mở những cái bài đánh mạnh dạng vũ trường rồi được ha. Thì cái loa này đều được trưng bày tại các cửa hàng Mai Nguyên, đặc biệt là 14436. Các bạn đi ngang đây có chỗ đậu xe hơi rộng rãi, các bạn tạt vô và tới cái góc này ha, cái góc JBL Hackman ở đây, các bạn tự do nghe thử ha. Thì thêm một cái phía sau này để mình nói thêm các bạn nè, ở đây có cái nút đó, các bạn thấy hình hai cái loa không? Thì các bạn kết nối được hai cái loa này với nhau thông qua cái nút bấm này ha.
đó, hoặc là các bạn vô trong cái app hồi nãy các bạn kết nối, tức là giờ hai người bạn mua hai cái rủ nhau đi chơi, xách ra biển chơi, hoặc Tết này đi chơi đâu đó ha, tới nhà chơi gì đó thì hai người nối nhau không dây và tạo thành cái dàn âm thanh hai kênh. Các bạn để hai bên TV hai cái cũng được, nó trở thành 200W ha, 100W một cái. Chơi nhạc âm ầm luôn ha, Tết Noel đồ, lễ lạc đồ này nọ. Đó, sách đi chơi và bấm nút đây một cái là điều chỉnh ánh sáng nè, đó, bấm một cái điều chỉnh ánh sáng. Cái nút điều chỉnh ánh sáng các bạn. Họ thiết kế là ngay cái tay luôn ha. Đó, ngay tay nè. Bấm một cái, muốn bắt bút bấm một cái, tắt. Rồi, chỉnh volume đây luôn, một cái ngón tay cái đây thôi. Các bạn có thể dễ dàng ha. Bấm đây dừng nhạc. Đó, bấm cái chơi nhạc nè. Rồi xoay đây. Đó, rất là tiện các bạn ha, rất là tiện lợi luôn. Đó. Ngon lành cành đào. Nhìn quanh một mình. Rồi, một chiếc loa rất đẹp các bạn ha, mặc dù cái hình dáng là cũng hơi khác lạ so với những cái chiếc loa trước đây mà JBL từng sản xuất. Là họ một là chiều đứng, họ cao gấp đôi cái loa này, hoặc là để nằm, hoặc là những cái hình dáng mà các bạn thấy quen thuộc đối với JBL ở đây. Những cái dạng loa này gọi là quai sách đi nè. Rồi những cái tròn tròn đây là loa trống, đó, giống cái trống cơm rồi vậy đó. Chứ còn đây là cái hình dáng cũng giống hạt xi ngầu mới. Rồi sẵn tranh thủ giới thiệu lên cái thêm các bạn một cái món này. Phước đề xuất là các bạn có thể mua thêm cái wireless microphone này của hãng JBL luôn các bạn. Nó gồm có một cái cặp này, giá 2990 tức là 3 triệu đồng thôi, hai cái mic JBL. Đó, đây cái mic đây. Và có một cái cục kết nối ở đây các bạn ha. Các bạn kết nối vô cái mic này xài được 6 tiếng. Gắn cái cục này vô phía sau. Đó. Gắn vô đây các bạn. Đó, gắn vô đây ha. Rồi. Thì các bạn bật nguồn này lên. Đó. Bật nguồn lên. Và nó tự nhận với cái mic này luôn các bạn ha. Đó, tự nhận với cái mic luôn. Nhớ nha các bạn, đây là cây mic 3 triệu đồng, hai cây của JBL. À, rất là gọn, được kết nối thông qua một cái jack này, cái cục này. Bật nguồn lên là tự động kết nối của JBL luôn, gắn vào sau đây. Alo 1234 1234, thử mic. Bây giờ là chương trình hát dạo bán kẹo kéo. Alo, rồi bây giờ hát thử đi. Đó đây là cộng quần, thấy không? Đây là cộng quần ha. Rồi hát thử nha, hát thử nha. Rồi. Một tay xách loa, một tay điều chỉnh volume ở đây luôn nè các bạn ha. Cái điện thoại mình để đây. Mở một bài karaoke lên hát thử cái loa này cho các bạn nghe nha. Mic không dây của JBL. Alo, alo. Chương trình hát dạo. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vân nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Trình diễn ánh sáng luôn nè. Lời nào của cây, lời nào cỏ là, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về chốn xa. Thôi dừng các bạn ơi. Thôi dừng cho để khán giả chạy hết. Hàng xóm qua. Phước thấy giờ Phước mặc dù cái loa nhỏ 100W chỉ chuyên nghe nhạc thôi, nhưng mà Phước đứng ngoài nói âm thanh cũng được, này đi bán kẹo kéo cũng ổn. Đó các bạn, đó là tất cả những gì mà mình khui hợp cái loa này, trải nghiệm sơ gắn thử cái mic. Cái loa này các bạn cũng có thể xách đi đám cưới, đám hỏi, những cái bữa tiệc nhỏ để mình có thể phát biểu, mình hội họp, hội trường, hội nghị, mua cho công ty, gia đình, cá nhân. Đó. Rồi, kết thúc video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.